Hôm nay em quay chào đến cô chú anh chị gần xa mình một căn nhà ha, dưới đất đó. Thì nhà đất mình nó tọa lạc là ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, cô chú chị ha. Thì cái lô bất động sản mình nó cách đường nhựa khoảng coi đây là đó 50, khoảng 60 mét, cô chú chị ha. Đó là đường nhựa đó, đó là đường nhựa của chú chị ha, theo đường dây điện. Thì cái lô bất động sản mình đây, nhà đất mình đây, vô xung quanh đây là anh em dòng họ láng giềng không đó. Cái nhà mình kèm của chú chị ha, nhà này mới xây đó, thì nói chung là cũng kẹt cho nợ nần cần bán cho cô chú anh chị gần xa ha. Thì cái căn nhà này cô chú anh chị mình tài chính thấp mua để ở đi làm ha, thì quá ok đó. Thì cái ranh đây, đây là ranh giới hàng rào của người ta, thì từ mí rào thì qua ngược qua của mình, thì cô chú anh chị mình đo đúng 8 mét, hậu dài 40, có 100 thổ cư là cái sản phẩm của mình ha. Thì theo quan sát thì ở nhà phía sau mình bên hông, nói chung là bên ngoài đã tô hết rồi, cột này thì đổ qua cột đúc luôn, quá kiên cố luôn của chú chị đó. Đó thì thấy à, đa kiên đó, kiên cố ha, hai cột này chà bá lửa đổ đúc luôn. Thì nhà mình của chú chị thấy ha, che máy hiên đó, sân để ô tô. Thì cứ đo ra tới đây phía sau mình, thì trước hết cô chú anh chị mình xem bên ngoài ha, tham khảo ha, xíu nữa cho cô chú anh chị mình xem lấy cam phía trên. Thì ở đây tiện ở xung quanh mình đi khoảng chưa được km, tầm 700-800 mét thôi là chợ búa, trường học, trường học đây rất là nhiều luôn. Trước kia là hai xã gộp lại thành xã cho nên rất là nhiều trường học, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tao biết đó ao hả, tao biết trụ rào này hả đó, cái lô đất mình tao biết trụ rào này kéo ngang qua 8 mét của chú chị ha. Đó, cô chú chị thấy phía sau nhà đây nữa nè. Đây không có màu mã ha, đất đẹp. Cái nhà này quá vip luôn, giá ra quá rẻ. Đó, thì cô chú chị thấy xây một căn nhà này hết nhiêu tiền rồi. Bây giờ bán chỉ bằng cái tiền xây nhà thôi. Thì tùy theo tầm nhìn mọi người ha. Thì nhà này thì nói chung là bây giờ cần bán gấp của chú anh chị mình 650, đúng không ạ? Đó, bán gấp 650. Thằng em thì nó nắm địa bàn đây, kêu ra review bán phụ nó 650. Của chú chị nào thiện chí nhanh tay ha, liên hệ cho em. Giờ mời cô chú chị mình vô bên trong. Thì hai bên nè, đà kiền 1, 2, 3 gì cứng kiền dữ rồi, quá trời, nhà cứng khừ luôn, ba đường được kìa, ở giữa hai đường kiền nữa đó, toàn còn xanh lét luôn cô chú chị ha. Để đây phòng khách, hai bên cửa gió lấy gió lấy sáng hai bên. À, phòng khách cũng như là phòng thờ. Nhà mình thấy có hai phòng ngủ. Chú quý vị ha, chỉ mưa tới luôn rồi. Hai phòng ngủ. Rồi chỉ mưa luôn. Đó, thì cái đường mà hành lang mình đi nè, cô chú chị thấy ha. 1 mét mấy. Quá rộng luôn. Nhà này cô chú chị mình tô lau không luôn, quá đẹp. Nhà cứng khừ luôn, nhà đất đâu có ấy đâu mà cứng dữ, làm đà quá rồi, đà luôn, bao nước bao răng ha. Đó, ở đây là khuôn viên của mình cũng như nhà ăn của chú chị ha. Đó, phía sau đây sàn nước, cái đây là cái này là xử lý lọc nước à, ở đây mình sàn nước giếng của chú chị. Đó, thì bên đây nhà tắm, nhà tắm nha, nhà xin bên đây đủ hết rồi, cần vô là ở thôi.
Trời ơi, nhà gì rẻ. Nó phía sau này cô chú anh chị mình làm hàng rào 40 kéo lại ha. À, chăn nuôi đó, trồng rau rác cải thiện, nói chung là trồng gan trái quá ok rồi. Sản phẩm này chỉ có 650 thôi, bằng xây tiền xây căn nhà đó. Chú chị nào quan tâm thì liên hệ cho em ha để chốt cái sản phẩm này. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi và đăng ký kênh cập nhật thông tin nhà đất mới nhất ha. Một cô chú anh chị nào muốn cần đất mẫu, đất đường quốc lộ, đất xây nhà xưởng thì liên hệ cho em qua Zalo ha, em sẽ gửi thông tin. Cái nhà này để em kiểm tra cái hướng gì. Rồi, căn nhà mình là chánh nam cô chú chị ha. Chánh nam. Từ vị trí nhà đất mình em sẽ di chuyển ra ngoài cho cô chú chị mình xem ha. Rồi, mời cô chú chị mình đi theo màn hình. Ở đây là đường này cũng vô khu dân cư bên đó nữa cô chú chị ha. Nói chung là dân cư ở đây là đông. Thì đường này mình chạy ra đường đụng đường nhựa 786, sau này nó nâng cấp lên quốc lộ 14C. Sau này vị trí này mình ra ở đây cũng có bến xe. Chợ búa tiện ích công năng thì khoảng 1 km trở lại của chú chị ha, trường học rất là vậy. Lâu này thì mình thấy giá thì quá đẹp, quá tốt. Đường vô mình có màu mã của chú chị ha. Đó, màu mã. Rồi, trước mặt mình là đường quốc lộ 14C. Thì em tới đây kết thúc video được cho cô chú chị mình xem thảo thôi, quay nhiều quá nên là mất thời gian. Đó. Hướng này mình thông qua bên kia là đường Hương Lộ 8 của chú chị ha. Bên đó cũng dân cư dán bằng cờ. Hướng này mình về cửa khẩu Một Bài tầm khoảng 4-5 km. Còn hướng này mình ngược về thì cũng như là Kho Mo, Đức Hòa, Đức Huệ ha.
tư này vẹo tay trái là vô trung tâm xã Phước Bình cũng như chợ của ban trường học, tương lai sau này là nó là thị trấn của chú chị ha. Mình vẹo tay phải thì về cửa khẩu cầu Sải à. Bên đó ha. Mình vẹo tay trái thì vô trung tâm. Rồi, cảm ơn cô chú chị mình đã quan tâm theo dõi nha.